Người yêu mới của Hoài Lâm, xinh đẹp tuổi 15, cẩn thận thu dọn sạch sẽ trên cá nhân khi công khai. Sau khi đường ai nấy đi với vợ cũ Cindy Lư, Hoài Lâm đã trở nên kín tiếng hơn trong chuyện đời tư. Nam ca sĩ trở về quê hương và hoạt động nghệ thuật một cách tự do, hạn chế xuất hiện trên truyền thông. Sau đó một thời gian, Cindy Lư đã tìm được hạnh phúc bên người mới. Chính vì vậy mà người hâm mộ càng nóng lòng mong Hoài Lâm cũng sẽ hết lẻ bóng một mình. Mãi đến tháng 11 năm 2021, giọng ca hoa nở không màu bất ngờ có động thái công khai tình mới trên mạng xã hội. Ngay lập tức, những thông tin về người mới của Hoài Lâm được cư dân mạng ráo riết săn lùng. Tuy nhiên, thông tin và hình ảnh về cô nàng NK là vô cùng nhỏ giọt. Chỉ biết cô nàng học cấp 3 tại một trường trung học phổ thông ở Vĩnh Long. Trước khi công khai chuyện tình cảm, người mới của Hoài Lâm cũng đã cẩn thận thu dọn sạch sẽ trang cá nhân, chỉ để lại vỏn vẹn 2-3 bức hình. Song không gì có thể làm khó được cư dân mạng. Chỉ cần dạo qua trang cá nhân một vài người bạn của NK, có thể thấy cô nàng từng xuất hiện rất nhiều trong những bức hình do hội bạn đăng tải. Ngay trong những khung hình ghi lại kỷ niệm tuổi 15, NK đã sở hữu nhan sắc khá ấn tượng. Cô nàng có đôi mắt hai mí to tròn, chiếc mũi cao, đường nét gương mặt vô cùng hài hòa, rõ nét dù không hề trang điểm. Chính nhờ những ưu điểm đó, NK luôn nổi bật khi đứng cạnh bạn bè. Hoài Lâm đã từng công khai tình mới trong MV Trình Làng vào cuối tháng 10 năm 2021. Câu chuyện trong MV kể về một anh chàng nông dân có cuộc sống bình dị, hạnh phúc bên cô gái thôn quê. Có vẻ như đây là sản phẩm âm nhạc mà anh muốn dành tặng bạn gái mới, cũng như ra mắt với người hâm mộ. Rời xa sự che chở bảo bọc của cha nuôi Hoài Linh, ca sĩ Hoài Lâm đã bứt phá khỏi dòng nhạc quê hương để dấn thân vào nhiều thể loại nhạc khác. Sau khi đổi nghệ danh lần thứ nhất là John Lully, anh thông báo đổi sang cái tên thứ hai là Yun Tulo. Nổi tiếng từ năm 19 tuổi, mọi thứ đến với Hoài Lâm có vẻ quá dễ dàng. Cùng với đó là việc lập gia đình quá sớm khiến anh cảm giác chưa được khẳng định cá tính của mình. Một thời gian sau, anh tuyên bố rút khỏi giới showbiz và biến mất một thời gian. Thời điểm giãn cách xã hội, nhiều người thấy Hoài Lâm xuất hiện trên một ứng dụng trò chuyện trực tuyến với hình ảnh tròn xoe. Anh chàng cũng không ngần ngại khoe luôn quả nọng bằng một biểu cảm hài hước. Sau khi tuyên bố rời xa showbiz, chỉ hoạt động âm nhạc để tri ân khán giả, Hoài Lâm dường như cũng quên luôn việc rút lại nhan sắc của bản thân. Khuôn mặt bầu bĩnh lộ nọng, thân hình tăng cân khiến Hoài Lâm trông mất điểm hơn rất nhiều. Đặc biệt chồng cũ của Cindy Lư còn không quá chú trọng khoản ăn mặc, thường xuyên xuất hiện với những kiểu trang phục khá lượm thượm xòe xòa. Dù đã rời xa showbiz, Hoài Lâm cho biết anh của hiện tại rất hạnh phúc và thoải mái vì được là chính mình, không phải lo nghĩ hay để ý những việc giữ hình ảnh như xưa. Giờ đây Hoài Lâm vẫn hoạt động âm nhạc một cách tự do, không ràng buộc. Hiện tại ngoài dòng trạng thái đánh dấu chủ quyền trên trang cá nhân, Hoài Lâm vẫn chưa có bất cứ phát ngôn chính thức nào về mối quan hệ với NK. Song nhiều fan hâm mộ của anh đều cảm thấy vui vì anh giờ đây đã có được niềm hạnh phúc riêng trong cuộc sống của bản thân mình. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn. Yeah.